lại đây. Đây này, chú vào đây. Chú vào. Chú vào để đi nè. Đây đây, đây. Rồi. Mày. Đi chơi. Ý dù, đi, đi. Yên vàng. Chú vào trong đi chơi. Ngồi vào. Về chứ. Bút đồ. Ê. Ê. Dây ba lô. Giờ còn cậu vàng gì nữa. Ngồi. Đây là tay ba chó nha ba lô gì. Ok. Bây giờ mình sẽ đi đi chơi. Ok thì lâu lâu tiếp tục là những chuỗi ngày được ra khỏi nhà. Xin ngày mai là Tết rồi đấy các bạn ạ. Ê, dạ, dạ, dạ. Buổi sáng khá là lạnh. Ok thì có một số vấn đề mà mình muốn nói về chiếc Winner X này. X. Ok về Winner X có một cái mà nó duy trì từ cái đời V1 đến đời V2 mà vẫn chưa có cái sự gì đó gọi là thay đổi rõ rệt đó, thì đó chính là cái hộ mình vào số mà bị kẹt số, thì chắc chắn là cái việc này mình nghĩ là hầu như 100% các bạn sẽ bị và đã gặp cái vấn đề này rồi. Vấn đề mà kẹt số, mà khi mình sang số, ví dụ số 1, số 2, số 3, số 4 đó, thì nó sẽ bị có một cái dấu gạch ngang ở các số đó. Nó không có chuyển số, nó nằm ở giữa hai số đó. Nếu mà các bạn lên ga, các bạn chạy đó, thì sẽ nghe cạch 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 cạch. Và giống như là nó nửa âm côn, nửa dãy số, nó sẽ rồ ga rất là cao. Và cái hiện tượng này thì rất 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 thường xuyên xảy ra. Nếu như mà các bạn vào số mà mình không dứt khoát á, hoặc là không đúng vòng tua á, thì nó rất dễ xảy ra. Ví dụ các bạn vô nhẹ quá thì nó cũng bị kẹt số. Thì điều này thì mình đoán là chắc chắn là các bạn đã gặp rồi. Ví dụ như các bạn mà vô số nhẹ thì nó không có cắt hết số, nó không chuyển được hết số, thì nó sẽ bị cái hiện tượng là nó giữ số, nó giữ ở lưng chừng. Ví dụ như số 3 lên số 4 thì nó nằm ở 3 số rưỡi. Thì từ hai đời mình đã trải qua thì mình đã gặp hết là nó y như nhau hết á. Nếu các bạn mà không có một sự dứt khoát á thì nó sẽ bị kẹt số ngay.
và nó gây ra tiếng kêu rục 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 rất là khó chịu. Còn nếu như mà về lâu về dài á, thì mình cũng không có biết là nó có ảnh hưởng gì nhiều không, nhưng mà như mình thì mình thấy là lâu lâu mình bị đó. Mình đi nhiều như vậy mà mình thấy mình lâu lâu mình vẫn bị như thường. Tôi có nghĩa là đôi lúc á, mình trả số nhanh á, mình trả số mà mình dậm nhẹ một cái nó dính luôn số đó. Nó nằm ở hai ngưỡng số, nó không có nhảy nữa. Đây là việc đó là thì trong cái khoảng vô tình á, thì mình vẫn cứ rồ ga thì nó bị kẹt, nó cái tách rất là xót xe luôn. Thì khi mà về số cũng vậy, khi mà về số mà các bạn về lưng chừng nữa, các bạn không có đạp mạnh xuống thì nó cũng kêu, nó cũng tương tự như vậy, nó cũng kêu cạch cạch và nó bị giữ ở cái ngưỡng số đó. Cái việc trả số cũng vậy các bạn, trả số nó cũng như lên số. Thực ra mình thấy cái đời này nó nhẹ hơn này, không biết là các bạn cảm nhận như thế nào, nhưng mà riêng mình cảm nhận thì thấy nó nhẹ hơn, cái việc móc trả số nó nhẹ hơn. Có những lúc mà mình đá số sống nó rất là nhẹ luôn, đá cực kỳ là nhẹ luôn, nhưng mà có những lúc thì mình trả số thì nó hơi là cứng. Rồi cái việc trả số mà kẹt số thì ví dụ như các bạn trả mo vậy á, các bạn hơi lỡ mà các bạn đạp nhẹ như vậy á, là nó 100% là nó mắc số à. Không biết xe các bạn bị không, nhưng mà xe mình là bị. Mình khẳng định luôn xe mình là bị như vậy nha. Thì khắc phục thì cũng chưa có việc khắc phục, mà không biết phải do côn hay không. Nhưng mà côn của mình thì vẫn cắt hết bình thường. Nhưng mà cái kiểu mình chỉ bị những khi nào mà mình đá nhẹ thôi. Tức có nghĩa là mình móc hoặc mình trả nhẹ quá, nó cứ 50-50 á, thì nó sẽ bị kẹt. Chứ cũng không đến nỗi là nó sẽ kẹt quá cái là ghê. Còn mình thấy nhiều bạn cũng có cái hiện tượng này rồi. Nhiều khi nó kẹt số, các bạn lên ga nó kẹt, hoặc là một cái tiếng kêu gì đó rất là sót cho chiếc xe của mình. Vậy nên là nhiều lúc mà giống như mình nghe nó bể cái tiếng gì trong xe á, trong hộp số của mình á. Thì từ đời V1 mình đã gặp rồi, từ đời V2 nó cũng vậy rồi. Nên là khuyên các bạn là nên đi hết sức là cẩn thận, sang số dứt khoát, về số cũng hết sức dứt khoát. Đừng có chủ quan, nhẹ quá là nó bị kẹt số, nó sẽ kêu như vậy và dẫn đến các bạn rất là xót xe. Ok, thì video của mình để chia sẻ thôi chứ không phải dìm hàng. Mình làm nhiều video mà các bạn cứ bảo là mình dìm hàng này kia thì rất là cực cho mình. Mình có kinh nghiệm hoặc là có những cái gì mà mình trải qua thì mình chia sẻ cho các bạn thôi. Cái gì gặp trên chiếc Winner thì mình chia sẻ. Còn nhiều bạn nữa cứ bảo là mình dìm, mình mua xe mình làm gì. Mình đi xe này thì mình thích thì mình mới mua chứ. Các bạn mình dìm. Mình dìm được cái gì đâu. Xe của mình đi tiền mình bỏ ra thì có cái gì mà nó chưa hay, có cái gì nó đang lỗi lầm, hoặc là cái gì mình đang fit đó, thì mình sẽ bày cho các bạn thôi chứ. Các bạn là cứ thái quá lên, cứ bảo mình như thế khiến cho mình rất là buồn. Ok, còn một cái vấn đề nữa, cái đồng hồ nữa các bạn nè. Đồng hồ nó cứ, các bạn cứ nói là nó ngốc ngắt này. Là đồng hồ lỡm dởm gì đó mình không biết. Đó là các bạn nói thế. Nhưng mà các bạn phải nghĩ đến việc là nó phải có độ rơ chứ. Các bạn đi đường dòng, đi đường thành phố thì nó êm. Đi đường dòng này kia, đi đường như đường nhà mình thì các bạn biết rồi. Nó đập cong cong âm đùng đùng thế thì đồng hồ mà cứng nó gãy hết bát rồi, lúc đó các bạn lại bảo chê do đồng hồ dởm. Nên là các bạn phải hết sức lưu ý, cái gì người ta cũng làm có độ rơ. Độ rơ từ dàn áo cho đến độ rơ từ cái đồng hồ cho đến cái đuôi đèn. Đôi lúc thì nó rơ quá thì mình fit nó lại thôi. Chứ cũng không nên
nói đó là một cái lỗi, một cái sự cố, rồi các bạn lại chửi về chiếc xe đó, thì cái điều đó nó cũng không có hay. Ok. Mai gốc này tiền không. Ok, thì nhiều lúc các bạn thử vào số sống, thì các bạn căn vòng tua vào số sống, thì các bạn sẽ thấy cái việc bóc côn nó rất là thừa thải. Mình cảm giác mình vô số sống cực kỳ là sướng luôn, mà lại êm máy, rất là hay. Nhưng mà đi xe côn thì phải có bóp côn, thì tất nhiên rồi, bóp côn cái đó thì mình dành cho về số cũng được, hoặc là ở này kia thì rất là hay. Đi xe côn có những cái hay mà nhiều bạn không biết. Các bạn chê mấy cái thằng đi xe côn tay này kia, đi cho nó gì gọi là gì, đi cho nó mệt, ăn rồi suốt ngày phải bóp côn rồi này kia. Các bạn phải thử được cảm giác đi xe côn các bạn mới thấy sướng nhá. Người ta thì cứ lên phân khối, lên xe xe ầm ầm, các bạn cứ bảo bọn mình đi ba cái đồ xe gà, xe ruồi, ba cái dòng xe phổ thông mà suốt ngày làm video này kia. Có những người ta đi xe cúp người ta cũng làm video đó thôi các bạn, có gì đâu. Mỗi người một đam mê, mỗi người một sở thích, và mình thích cái gì thì mình làm cái đó thôi. Các bạn có kinh nghiệm thì các bạn chia sẻ cho người khác biết, chứ các bạn có kinh nghiệm mà các bạn cứ giữ kín trong lòng, các bạn giữ cho mình bạn thì nói làm cái gì. Ok, thì video hôm nay chỉ nói về cái việc số má của Winner X thôi. Mà mình nói Winner nói chung luôn, Winner không biết là cái dòng Sonic thì nó có bị không. Nhưng mà mình thấy riêng về dòng Winner là đã bị rồi, là chắc chắn rồi, chắc chắn có rồi. Nên là các bạn hết sức lưu ý nha. Vô số, về số, trả số, thì tất cả các mọi điều liên quan đến số thì mình phải nên làm mạnh tí. Đừng có chủ quan. Nhiều lúc nó sẽ gây cho mình cái sự gọi là tiếc nuối của chiếc xe ấy. Ok, clip của mình dừng ở đây thôi nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nhớ like và subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.